cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long nhận 1,4 tỷ đồng từ Việt Á. Thưa quý vị và các bạn, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long bị cáo buộc chỉ đạo thuộc cấp gây thiệt hại hơn 12 tỷ đồng, sau đó nhận lại khoảng 1,4 tỷ đồng từ công ty Việt Á. Hôm qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đoàn Văn Hùng, cựu giám đốc cùng hai bị can là thuộc cấp của ông Hùng liên quan đến vụ án kit xét nghiệm của công ty Việt Á xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Ông Hùng 60 tuổi cùng bà Phan Thị Ngọc Thấm, 43 tuổi, kỹ thuật viên trưởng phụ trách khoa sinh hóa vi sinh, miễn dịch, sinh học phân tử và Đinh Thị Thanh Chi, 55 tuổi, phó trưởng khoa dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng cáo buộc ông Hùng và bà Thấm đã gặp trực tiếp nhân viên kinh doanh công ty Việt Á để nghe giới thiệu dụng cụ, vật tư sinh phẩm hóa chất xét nghiệm COVID-19. Khi được công ty Việt Á tạm ứng trước kit xét nghiệm, Hùng chỉ đạo Thấm Chi liên hệ nhân viên của công ty này để lấy 3 bảng báo giá kit xét nghiệm. Các báo giá này cao hơn thực tế nhằm hợp thức hóa hồ sơ để chỉ định thầu cho công ty Việt Á. Bằng hình thức này, từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2021, công ty Việt Á đã được chỉ định 6 gói thầu mua sắm. Công ty Việt Á đã cung cấp cho bệnh viện 37.000 kit xét nghiệm với giá từ 367.500 đồng đến 509.250 đồng một kit. Tổng trị giá hợp đồng hơn 17 tỷ đồng, trong khi đó mỗi kit xét nghiệm của công ty Việt Á chỉ 143.000 đồng. Ông Hùng và thuộc cấp bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 12 tỷ đồng cho đơn vị. Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á đã chỉ đạo nhân viên chi 20% tiền hoa hồng theo tổng trị giá hợp đồng cho Hùng, Thấm và Chi. Số tiền này tương đương 3,3 tỷ đồng. Cơ quan điều tra chứng minh được Hùng nhận lại quà 1,4 tỷ đồng. Thấm nhận 850 triệu đồng và Chi nhận 100 triệu đồng. Tổ thẩm định Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, ông Huỳnh Thanh Chí, phó giám đốc bệnh viện được xác định không biết các sai phạm nói trên nên không xem xét xử lý. Các bị can Hùng, Thấm, Chi được cho tại ngoại từ tháng 9 năm 2022 đến nay. Đại học Việt Nam tự chủ kiểu ném đá dò đường. Thưa quý vị và các bạn, Phó giáo sư Nguyễn Ngọc Vũ, giám đốc Đại học Đà Nẵng cho rằng các trường đại học tham gia tự chủ hiện nay cứ như là ném đá dò đường. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý cho việc xây dựng dự thảo đề án tự chủ đại học ở Việt Nam giai đoạn 2024-2030 tại Đà Nẵng trong các ngày 19 và 20 tháng 10 nhằm nghe lãnh đạo các trường đại học nói thật, nói thẳng những vướng mắc đã gặp phải trong quá trình tự chủ những năm qua sau khi thực hiện luật giáo dục đại học sửa đổi ban hành năm 2018. Tại hội thảo, lãnh đạo các trường đại học trong cả nước cũng một lần nữa bởi trước đó đã nói rất nhiều lần trên các diễn đàn khác nhau, nói thật, nói thẳng về hàng loạt những vướng mắc của tự chủ đại học đang triển khai. Trong đó vướng mắc lớn nhất theo Phó giáo sư Nguyễn Ngọc Vũ của Đại học Đà Nẵng là hệ thống chưa đồng bộ, chưa nhất quán. Các trường tham gia tự chủ hiện nay cứ như là ném đá dò đường. Chưa đồng bộ thể hiện rõ nhất ở chính sách thuế chưa rõ ràng nên cơ quan thuế vào thanh kiểm tra ở đơn vị nào thì đơn vị đó chịu hậu quả tương đối nặng. Thể hiện ở việc trường đại học vừa được tự chủ xong thì bị cắt ngân sách nhưng học phí mấy năm vừa rồi không cho tăng. Đã cắt ngân sách thì phải cho tự chủ về học phí, Phó giáo sư Vũ bức xúc. Theo ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề án tự chủ đại học ở Việt Nam giai đoạn 2024-2030 phải chỉ ra những điểm nghẽn thực sự mà nếu không thay đổi thì sẽ dẫn đến hậu quả. Mà một trong những hậu quả có thể nhìn thấy trước mắt, nói như Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là tự chủ đại học ở Việt Nam đang phải đối mặt những thách thức về niềm tin, không chỉ đối với thầy cô giáo mà còn với đại đa số nhân dân. Bởi con em nhiều gia đình giờ đây trúng tuyển vào đại học nhưng học phí cao so với thu nhập của đại đa số, trong khi nhà trường loay hoay xin tăng học phí vì trường đại học ở Việt Nam phải tự chủ kinh tài nhưng vẫn không đủ để tổ chức nghiên cứu trong nhà trường, không đủ để nâng cấp thực sự trình độ của giảng viên. Kết thúc 2 ngày hội thảo cho thấy, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo mong lãnh đạo các trường đại học nói thật, nói thẳng thì đã được nghe lời nói thật, nói thẳng, mong chỉ ra điểm nghẽn thì lãnh đạo các trường cũng đã chỉ ra rất nhiều điểm nghẽn về tự chủ đại học đang triển khai. Vấn đề còn lại bây giờ là trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và mong rằng việc giải quyết các điểm nghẽn sẽ thuận lợi như lời của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn. Khi phát hiện được rồi, việc còn lại là tìm giải pháp giải quyết đúng cái điểm nghẽn đó thì cũng không quá khó. 13 cán bộ lãnh đạo bị cách chức, nhiều lãnh đạo bị xử lý hình sự vì để xảy ra tham nhũng. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, có 55 người đứng đầu hoặc cấp phó bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng và 13 người trong đó bị xử lý hình sự, số còn lại chịu kỷ luật. Nội dung được nêu tại báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 giai đoạn ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 gửi Quốc hội,
do Tổng Thanh tra Chính phủ thừa ủy quyền ký. Theo báo cáo năm vừa qua, có 55 người đứng đầu, cấp phó, người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó 13 người bị xử lý hình sự. Với 42 người còn lại, họ chịu kỷ luật gồm các hình thức khiển trách 16 người, cảnh cáo 13 người và cách chức 13 người. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đã có tác dụng răn đe, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác phòng chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Báo cáo nêu, cũng trong 2023, các bộ ngành địa phương đã kiểm tra tại 12.029 cơ quan tổ chức, đơn vị về công khai minh bạch và phát hiện 185 cơ quan tổ chức đơn vị vi phạm. Cả nước cũng tiến hành hơn 7.000 cuộc kiểm tra, việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ và phát hiện 331 vụ việc với 624 người vi phạm, tăng 16% so với năm 2022. Trong số này, cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính 246 người, chuyển xử lý hình sự 2 người, kiến nghị thu hồi hơn 45 tỷ đồng và đã thu hồi được 37 tỷ đồng. Về chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển cán bộ, báo cáo Chính phủ nêu, các cấp ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác của 45.192 lượt cán bộ công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng. Việc chuyển đổi vị trí công tác được báo cáo nhận định là đảm bảo phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, không làm xáo trộn ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan tổ chức đơn vị. Cũng theo báo cáo, các bộ ngành địa phương đã kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức tại 8.211 cơ quan tổ chức, đơn vị, kịp thời phát hiện chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 938 cán bộ công chức, viên chức vi phạm. Số cán bộ công chức viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp tăng 109% so với năm 2022, trong đó có 23 trường hợp nộp lại quà tặng cho đơn vị với số tiền 93 triệu đồng. Về kê khai tài sản, thu nhập cuối năm 2022, báo cáo thể hiện có 60.458 người kê khai tài sản, thu nhập lần đầu 545.535 người đã kê khai tài sản thu nhập hàng năm, 44.015 người đã kê khai tài sản thu nhập bổ sung, 161.928 người kê khai tài sản thu nhập phục vụ công tác cán bộ, 655.299 người đã được công khai bản kê khai tài sản thu nhập. Các cơ quan đã tiến hành xác minh tài sản thu nhập năm 2022 với 13.093 người và phát hiện 2.664 trường hợp sai sót về kê khai sai mẫu, chưa bảo đảm theo hướng dẫn, không đầy đủ thông tin, chậm thời hạn so với quy định. Đáng chú ý, qua kiểm tra có 54 người không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm. Họ bị kỷ luật bằng các hình thức như xóa tên khỏi danh sách ứng cử, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, kỷ luật bằng hình thức cách chức. Con trai 14 tuổi khai bỏ chất độc vào sữa làm cha và bà nội chết. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết liên quan đến vụ chết người nghi do bị đầu độc xảy ra tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm có liên quan đến vụ án. Tối qua, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết liên quan đến vụ chết người nghi do bị đầu độc xảy ra tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, cảnh sát đã bắt khẩn cấp Phạm Minh Quy, 14 tuổi, ngụ huyện Cái Bè để điều tra vì có liên quan đến vụ việc. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã khởi tố vụ án hình sự về tội giết người. Theo điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 14 tháng 10, cụ bà TP, 83 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, phát hiện con ruột là ông VY, 45 tuổi, nằm chết trên giường. Người nhà tưởng ông Y chết do bệnh lý nên tổ chức mai táng mà không trình báo chính quyền. Đến 22 giờ cùng ngày, con gái pha cho cụ B 100ml sữa, khoảng 5 phút sau khi uống sữa, cụ B có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói và chết trên đường đi cấp cứu. Gia đình cũng nghĩ cụ B mất do bệnh lý nên không trình báo công an. Khoảng 4 giờ ngày 15 tháng 10, ông MT 55 tuổi, còn cụ B đến phụ đám tang. Tại đây ông T cũng pha 150ml sữa uống. Khi uống được khoảng 50ml sữa, ông bị nhức đầu, chóng mặt, nôn ói nên được đưa đi cấp cứu. Sau đó ông T được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng rất nặng, tổn thương gan, thận, phổi, cơ tim, thở máy và phải lọc máu hấp thụ. Được biết bà P và ông T uống cùng một hộp sữa. Thời điểm này gia đình mới báo chính quyền địa phương, hiện ông T sức khỏe đã ổn định và xuất viện về gia đình. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc. Căn cứ kết quả giám định các mẫu vật thu tại hiện trường và kết quả điều tra đã xác định con ruột ông Y là Phạm Minh Quy có liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan công an, Quy khai nhận từ khi lên 6 tuổi do cha mẹ ly thân nên Quy và hai em về ở với mẹ bên ông bà ngoại tại xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè năm 2021. Quy bỏ học và cùng mẹ làm ở vựa trái cây của dì ruột tại tỉnh Tiền Giang. Khoảng 2-3 năm gần đây, buổi tối Quy về ngủ tại nhà của bà nội và cha ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè.
Ông Y thường xuyên uống rượu, nhiều lần Quy kêu cha bỏ rượu thì bị ông la mắng, nên Quy nảy sinh ý định giết ông Y. Khoảng tháng 8 năm 2023, Quy quen ông PD, 39 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, và người này có thuốc bả chó. Ngày 13 tháng 10, Quy cùng em ruột gặp ông D để xin thuốc về thuốc chó hoang. Sau đó khoảng 2-3 giờ cùng ngày, Quy lấy thuốc bỏ vào hộp sữa mà bà B và ông Y hay uống. Đến sáng hôm sau, Quy đi làm như thường lệ thì nghe tin ông Y chết.